lấy đâu ra lãi 100 triệu một tháng? Ở vòng đi đi, nếu mà trường hợp khi mà sát phú mà kiểm tra hồ sơ bên em, nếu mà em không cam kết với những lời mà em nói ra ngày hôm nay thì dự án của em cũng không có giá trị trước mặt sát phú. Anh hiểu, nhưng vì thí dụ anh cam kết 10 vụ, cuối cùng anh điêu đi, anh cái kiểm toán ông cả một vụ fail, xong anh không đầu tư người nào thì trên truyền hình người ta nói là ông Phú là nói róc. Cái đấy là cái rủi ro đến uy tín của anh. Bản thân bọn anh đã có sẵn nhà máy để lắp ráp. Nhà máy là tụi em có rồi. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4/7/2018 trên VTV3. Năm 14 đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành sản xuất chuyển đổi hữu cơ, quy hoạch vùng nguyên liệu và hoàn thiện cái quy trình sản xuất. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì hiện tại bây giờ là hơn 250 cái cửa hàng.